tí đang tắm. Minions have spawned. Xui. Feeling lucky. Một pha cướp không thành công. Bị Riven nó xỏ luôn. Giữa ba chết nữa rồi, chết nhiều dữ vậy. Đi rồi, có cướp rừng. Lấy sim mới level 4.
easy, partner. Nó 4 từ 6. Ăn cũng được nó 6. Đi bạn. Let's settle the score. Mấy chết nhiều dữ à. Đi xin nó mới 4. Thằng này 6 chưa? Vô. Always trouble. Let's settle the score. Xin nó còn ở đó. Cướp blue. Mới chết nữa. Chịu vậy bạn. Cứ con rừng nó khó. Đó, mày rắn. Mày bỏ đi. Món này ngon hơn. Không biết cũng không bốn luôn này. Emerdinger. Easy partner. 71 vẫn đai. Xin nữa nó cam với bot không còn blue luôn. Nó bàn chỗ đọc. Đã cứu một mít thôi. Bắn nó một cái chịu bắn mình mấy cái.
vậy. Ông Lee Sin giờ nó lên 7 hả? Ừ, cái chỗ đầu mất luôn rồi. Cái vậy thì ông giờ ông này ông cứ úp cái dài này chi ta, đồ đang thiếu lên đồ đi ba, đam ông không bao nhiêu úp cái dài mà ở gì dài chi TF giờ nó xanh mà có nội luôn. Không biết nuôi TF quá. Nuôi con TF chi không biết. Để TF đi xin nó xanh cái tim mới nhảy. 05 sợ thiệt. Đánh là sắp vậy, ông này chưa gì ông fit như siêu nhanh đây này. Fit lòi nè. Easy partner. Lee Sin thì nó có lợi dụng mấy cái thằng fit thôi. Lợi dụng mấy thằng fit nó xanh chị. Để TF nó xanh để đi ra mình nó xanh thua luôn, team nó xanh theo luôn chứ. TF nó xanh thì đương nhiên là tất nhiên là team nó phải xanh theo này. Lee Sin nó đang thu mình 2 level các bạn thấy không? Nó mới level 7. Ăn được mạng thì ăn được mạng. Mai cái con ấy không thôi là nó chết với tôi, nhưng mà tôi chết với nó. Tôi lên level 10 luôn. Tôi úp được cái cây này tôi lấy 10 xuyên giáp. Đen ghê. Thiếu đúng đà. Mai sớm á. Biết vậy Mai trễ trễ thì ăn con đó là giết nó rồi. Ăn con đó lên level 10 luôn rồi. Lên level 10 lấy cái cây này kích hoạt mà lợi được thêm 10 đam với 10 xuyên giáp. Là anh xỉu với mình rồi. Sida. Let's settle the score. Có công ty ở đây. Chuối 07 thua à? Nội tía ông xăm ông lên đam nữa kìa, thua à? Cầm 20 dinger.
mấy cái tình tiết nhỏ nhặt thôi là mình làm cho mình thọt rồi. Giống như cái pha cướp đây nè, cái pha cướp ở Lee Sin này rồi reset tiền luôn. Cái pha cướp của Lee Sin đây nè, đáng lý là mình xanh rồi tự mình bóc mình smite sớm quá. Cái pha đấy mình không smite, mình lên level 9, mình lên được một level. Cái cây này lên được 10 đam với lại 10 xuyên giáp. Với một level mình lên được mấy chục máu với 2-3 đam nữa. Mà tôi lời được 20 đam với mấy chục máu rồi tôi giết nó rồi. Sự may fail quá. Để năng mất luôn đó. Ông Lee Sin sao ông vẫn thua mình 2 level. Enemy killing rồi rồi. Câu chết luôn. Thằng TF tí máu. Ha, cục nổ chỉ đấy. Chủ luôn. Nó phía trên TF xanh quá ức chế. Bot cũng hay ấy chứ. Bấm lồng đèn mấy ba. Tía cũng xanh vờ lờ đó. Ba ơi. Bớt. Trời ơi. Thằng Tâm Ken mà không dính ulti là tôi dính ulti rồi đó. Đừng đùa. Tâm Ken mà nó không dính ulti là tôi dính rồi đó. À quên thằng Gu Công chứ. Gu Công hay thằng Red. Bắn về nhà luôn kinh đấy. Bắn về nhà luôn kìa, không thấy không? Thằng Red không dính là tôi dính rồi. Ôi đẹp. Bỏ đây. Té nó lên đầu. Té nó lên đầu này mà nó hành thằng Hemlinger được hay thiệt. Té nó xanh khó chịu quá. Chết luôn đi. An
Mấy ông thần Hammer này. Tôi không biết ông có tác dụng gì nữa. Ông nội này cũng ăn con ma của tôi nữa. Nó đang ăn ba giòn kìa. Mai nguy hiểm bỏ sự. Giả vậy? Mẹ thằng mít vừa vô 08. Mà cầm Hammer Ninja 08 nội thằng nó đánh vứt chứ không giấc cái trả giả. Mất thiệt chứ. Mày phía trung tiến đi vòng 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 nát cái map luôn. Em đi với TS mà TS nó lên đam. TS nó lên tốc độ đánh chứ không phải nó lên AB đâu. Mất dây này. Xuống luôn đi. Tôi bay qua. Tôi bay qua tao bay lên. Tôi bay lên. Chắc không. Dừng. Cũng được, chữ thách. Đánh cái đó cũng như nhì trong giao tranh rồi đó. Giờ không có ván nào mà lên được cái ma hết, team chưa gì nắp bét. Hồi nãy tới vô cái quái rừng của tôi vậy. Lát đi là bốc hơi với tao. Chứ giỡn. Shut down. Từ từ. Để suy nghĩ coi. Thằng TF nó lên cái đồ này nó đam, cái đam phép nó cũng chẳng có nhiều. Làm cái nơi nào tên gây xin nè. Tên địa bàn nè, tên TF nè. Đau thỉ ngơi, cái một điểm tử thần. Không máu. Muốn hút máu kìa. Tức tí đổi cái này thì đau thỉ ngơi, mày muốn hút máu chứ đá. Đau thỉ
Tí bán kiếm đăng cưa lên nó thỉnh hơn. Giờ đã đủ tiền đâu thằng. Lấy hút mới chứ. À, nhìn lên đồ nè. Đam giờ đam không có mà chả ra cái gì, hệ thống gì luôn. Anh fit. Fit trên tia chán luôn. Cái thì chứ nguyên một team trên này nên chưa cho cái blue là ngu rồi. Thằng AD nó lúc nào cũng chẳng máu. Dễ vậy là dễ bắt. Đốn màu đen. Thôi má đứng yên một chỗ mà ông thật ác kéo mít. Hay thiệt. Chưa ta nhiều tiền k 7 bán 900 à. Hay à, đây nó ghê quá xuống không được xuống trúng bóng này đấy rồi tiếp tục mày chết luôn chui cái nổ ngay cái chát vừa nổ luôn. Hey Baron. Quần què như vậy. Tôi có sợ nó đứt được một cái. Cần hai. Cần hai súng bắn cũng khá đau. Tự nhiên cái ping ping cái quần què gì không biết ping ping. Đi ven làm gì? Bắn hai hit là đi. Chứ gì cái ping ping. TS này mày bơi vô đây. Chùy ai luôn đi chứ để làm gì. Thôi lên món giáp đi. Giáp là bay nữa. Vũ điệu tư thật hả? Khiên băng cũng được, không biết gì đâu mà không biết. Một tí ép bây giờ nhiều AB lắm rồi đó. Nè, nó đòi một tấn AB chứ mà giỡn hả? Cầm nó bắn được mày không hay không chứ. Chuyện cầm cái đông cái độ nó bắn cái đó nó phải cần thời gian. Giờ rồng đam ngon nè. Baron mà người ta sợ
Má thằng kia nó đứng nó giải kìa, thằng kia nó đứng nó cản đường. Rinh ghê. Phải đái. Không phải dạng vừa đó. Ok rồi. Tính. Ở đây đi, rình mắt thằng Lee Sin nó đứng tới nó đỡ chứ. Nó đỡ đam á chứ. Đứng nó đỡ hết đam luôn. Ghét tao đang tính lên cung xanh luôn đây này. Vô cực đủ tiền đâu. Rồng đam. Rồng đam nhất cái trận đấu. Nãy giờ có hang rồng thôi đó. Rồng đất rồng đam. Cái khởi đầu là rồng đất là làm biến ăn rồi. Khởi đầu rồng đất là team nào cũng làm biến ăn. Kiếm ma hả? Kiếm ma thọt rồi lên là kiếm này chẳng kiếm ma. Cuối game. Giờ có lát rồi giết ngã đê nó. Tầm kèm đến cái bên không dám lát là giết con AD đó. Bạn AD kiểu hit run ghê quá, tôi lỗi rồi. Tôi lỗi à? Tôi lỗi à? Thằng AD tôi lỗi. Nè. Tôi lỗi. Thanh niên vừa hit run cho cối tôi lỗi. Áp ca. Ra còn reboard cho bạn thêm cái nữa. Hồi nãy em biết không, tao bơi về tao bắn công ty thẳng vào nhà luôn, là tao đá xuống là tao chết rồi đó. Mà thằng Red nó đi ra trước nó hứng công ty. What the fuck. Tao về tao lưng thấy nó cứ đùng. Tao bảo what the fuck. Là tao thấy nghi nghi rồi. Là thằng Red, là thằng Red dính công ty giùm mình. Ôi quả đấy tao bơi về tao cũng chết. Tôi lỗi. Cái quả nãy mấy ông thấy không? Cái lúc mình bê về mình đứng ngay cái bụi ở mít á. Mình bê về là mình vừa mới đáp, mình vừa về tới nhà mình nghe một cái